Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Alleluia! Chúng ta cảm ơn Chúa vì hôm nay Chúa cho chúng ta có thời giờ tiếp tục tâm hồn Chúa trong tối thứ hai hàng tuần. Nên lấy sẵn của chúng ta trung tín ra mắt của Chúa. Theo có hôm nay cũng trong đủ những tối vừa rồi. Với thứ hai rồi tôi mà chúng ta nhớ nhau lại vừa khen Chúa và vừa mừng gia đình Thánh Sơn Hà Nội 10 năm. Amen. Có những anh em dường như rất là lâu và đã nhận lời mời đến cùng chung vui với gia đình của chúng ta ở đây. Và tối nay chắc chắn những người có mặt đây là những người rất rất là trung tín. Amen. Amen. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau nghe lời của Chúa. Tôi muốn đọc những câu kinh thánh để làm nền tảng cho điều tôi chia sẻ tối hôm nay. Chúng ta giữ câu kinh thánh thứ nhất ở sáng ký câu 12 từ câu 7, sáng ký câu 2 câu 7. Tôi xin tiếp đọc lời của Chúa. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên nhìn người, hạ sinh khí vào lỗ mũi thì người trở nên một loài sinh linh. Câu thánh thứ hai tôi xin đọc ở trong tiên tri Jeremy đoạn 18 câu 1 cho đến câu số 6. Lời của Đức Chúa Trời phán cho Jeremy rằng: ngươi khá chờ dậy xuống trong nhà thờ gốm kia, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi bèn xuống trong nhà thờ gốm, này nó đương nắng đồ trên cái bàn xây, cái bình đã nắng ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gốm, thì nó lấy mà nắng cái bình khác tùy ý mình muốn làm. Bây giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta. Sẽ tập cho đọc chúng tôi câu số 6 được không ạ? Jeremy đoạn 18 câu số 6. Ta bắt đầu. Đức Chúa Trời phán ở nhà Israel, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Ở nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gốm thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta. Hôm nay với câu thánh này chúng ta có một cái chủ đề cho sứ điệp hôm nay, đó là làm thế nào để chúng ta giống Đức Chúa Trời. Tôi xin lặp lại chủ đề của hôm nay: làm thế nào để chúng ta giống hình ảnh Đức Chúa Trời. Tất cả các đều biết trong sáng ký đoạn 1 và đoạn 2, Đức Chúa Trời phán rằng chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta. Đây là một kịch bản. Chúa không nói với nhau và nói rằng chúng ta làm nên con khỉ, con phượng giống như hình Đức Chúa Trời. No. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy rằng có nhiều quốc gia vẫn còn tin vào thuyết đặc quyền, đó là tin con người ra từ con khỉ. Nhưng mà lời của Chúa Trời nói rất rõ, chúng ta phải làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta. Có là con người là một kiệt tác của Đức Chúa Trời. Amen. Và tối nay có bao nhiêu người ở đây tin rằng mình là con người? Hello. Hello. Chúng ta có tin mình là con người không? Amen. Bao nhiêu chúng ta có tin rằng dù chúng ta có như thế nào đi nữa thì chúng ta không bao giờ tin mình là con thú cả. Và chúng ta cũng chẳng bao giờ tin rằng mình là con phượng cả. Và chúng ta cũng chẳng bao giờ tin rằng mình là loài bò sát biết đi bằng hai chân cẳng. Chúng ta tin là con người. Nhưng mà bao nhiêu người chúng ta tin rằng mình mang hình ảnh của Đức Chúa Trời là chuyện khác cả. Chúng ta tin mình là con người, nhưng mà việc tin mình mang hình ảnh Đức Chúa Trời là một lĩnh vực khác nhau rồi. Amen. Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào sự thương khó chịu chết và thăng thiên về trời, Ngài luôn nói về trong đền thờ có hai người Pharisee và người
thâu thuế, hay là để ý nhầm người Pharisee và người thâu thuế, hay là con người Pharisee và con người thâu thuế. Amen. Chúa Giêsu nói trong gia đình một người cha có hai đứa con là con người. Amen. Và rồi Matthew đoạn 15 lần Chúa Giêsu cũng nói rằng là khi đón chàng rể thì có 5 người dạy mà 5 người khổ. Anh em để ý điều này, anh em để ý giùm tôi điều này. Và có rất nhiều người đi nhà thờ, tôi thường đánh giá rất là cao những người trung tín, nhưng mà Đức Chúa Trời trong lòng của Ngài thì đòi hỏi chúng ta là những người trung tín ở cấp độ cao hơn. Đừng đi, đừng là trung tín với tổ chức, với giáo phái, với cái buổi nhóm mà chúng ta không trung tín với lời của Đức Chúa Trời. Có những người rất là trung tín với giờ nhóm lại, có những người rất là siêng năng nhóm lại, nhưng mà họ lại không trung tín với lời của Chúa Trời. Và bắt quay trở lại với cái điều mà Chúa nói, đó là Ngài nắng lên con người hay Ngài tạo những con người, đó là mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Amen. Không bao giờ nhìn một hình ảnh của một diễn viên nào. Chúng ta ngày trước chân đi vào trong buổi nhóm, họ hớt tóc kiểu này, họ hớt tóc kiểu kia, giống diễn viên này, giống diễn viên khác, họ để râu cũng giống diễn viên này, giống diễn viên khác, họ mặc áo quần giống diễn viên này, giống anh em xin đừng làm những điều đó. Mà Chúa muốn tôi và anh em khi bước vào trong bộ thánh của Chúa, hay khi chúng ta bước vào cộng đồng của con người, chúng ta phải chiếu sáng ảnh tượng của Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đi truyền giáo, chúng ta phải bày tỏ mình là hình ảnh của Đức Chúa Trời đấy. Có những người đi truyền giáo, có người đi lời Chúa, làm cho những cái gánh nặng cho cái người tại địa phương. Về ăn uống chẳng hạn, về những sự đòi hỏi của họ chẳng hạn. Là một con cái của Chúa, ta phải biết rằng chúng ta là con người, mà không phải con người bình thường. Chúng ta phải mang ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong ngày chẳng hạn. Mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và con sẽ là ban lời của Chúa nói gì? Và phải nộp bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới, là người đang đổi theo hình ảnh của Đấng tạo dựng nên chúng ta trong ngày chẳng hạn. Amen. Anh em là một con cái của Chúa thì mỗi ngày chúng ta càng đi với Chúa 10 năm, 15 năm, 20 năm hay là 3 năm thì hãy nhớ chúng tôi, đó một ngày với Chúa mà chúng ta phải lột bỏ của mình, của chính mình và phải trở nên hình ảnh của Đức Chúa Trời trên đất này. Và để biết được điều này, làm sao để ta trở nên một con người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời? Gần đây tôi nhận được sự mặc khải, tôi muốn chia sẻ cho anh em. Tất quả trở lại của sáng ký đoạn 2 câu số 7. Đến sự mặc khải tôi đi đâu tôi cũng chia sẻ. Và Chúa làm cho tôi thích thú với sự mặc khải này. Tôi lấy một sự mặc khải để ban cho tôi sự mặc khải này. Ngài đã mở mắt thuộc lên để tôi nhìn thấy được điều này. Và câu số 7 nó nhìn Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng lên hình người. Anh em để ý tôi này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người. Anh khi Chúa hỏi tôi rằng, con có tin ta? Là Đức Chúa Trời toàn năng, có bao nhiêu ở đây tin là Đức Chúa Trời toàn năng? Ngài rất toàn năng. Amen. Không điều chi mà Ngài không làm được. Amen. Nhưng mà Chúa nói tôi gì? Con có tin ta là Đức Chúa Trời toàn năng không? Con có tin ta rằng ta có thể ra lệnh ban người thừa nhận rằng ban người để ý câu chuyện Chúa Giêsu xin lỗi Đức Chúa Trời dựng nên con người, Ngài đã đắp xét của nó. Thưa Ngài, amen. Và ban người thừa nhận rằng Đức Chúa Trời nếu đây là cục đắp xét, nếu đây là cục đắp xét và Đức Chúa Trời toàn năng đến mức Ngài có thể làm như thế này, Ngài nói rằng ta ra lệnh tay mọc ra, ta ra lệnh chân mọc ra, ta ra lệnh đôi mắt mọc ra, ta ra lệnh cái đầu mọc ra, ta ra lệnh cái gương mặt mọc ra, ta ra lệnh chiều dài của con người này mọc ra. Bao nhiêu tin rằng Chúa làm được điều này? Chúng ta tin không? Chúa làm được. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa không làm điều đó. Chúa không làm điều đó mà Chúa nắng phải không? Anh em lưu ý cái chữ nắng này. Cũng là Chúa rất cẩn thận. Amen. Chứ Chúa không ra lệnh. Tất cả chị em em, cây cối Chúa ra lệnh, có hạt giống là có hạt giống, ánh sáng Chúa ra lệnh là có ánh sáng, Chúa nói có mặt trời là có mặt trời, mặt trăng là có mặt trăng, các vị tinh tú là có các vị tinh tú, các tôn giáo là có các ngôi sao. Nhưng mà riêng tại những con người thì Ngài có đủ thẩm quyền để nói rằng
ngày giao nắng và ngày nắng cho hai tháng. Thế thì anh em biết rằng để chúng ta trở nên hình ảnh của Chúa Trời, bao nhiêu ở đây sẵn sàng để cho Chúa nắng lấy cuộc đời của chúng ta? Bao nhiêu sẵn sàng? Bao nhiêu sẵn sàng để Chúa nhào nắng cuộc đời của chúng ta? Không phải ta sinh ra và ta mặc nắng Chúa Trời để được tự động này. Chúng ta thấy ngày này Chúa Trời nên con với Chúa Trời. Quá khứ chúng ta là một người nghiện, phải không? Có phải không? Và ma quỷ, ông chủ của cuộc đời chúng ta đã nhào nắng cuộc đời của chúng ta trong quá khứ, phải không ạ? Amen. Nói dối, làm dối, lừa gạt khách người này người kia, sống thực sự không ra con người luôn. Có đúng như vậy không các bạn? Và bây giờ ta tin Chúa và lời Chúa nói ngày nắng chúng ta nên hình ảnh của Ngài. Và đây không phải một sớm một chiều mà con trở nên con người mang hình ảnh của Chúa đời như thế này, không phải? Dù tôi tin Chúa là hơn 30 năm rồi, không phải là tôi đã một con người trở nên tuyệt vọng như vậy, nhưng mà tôi khi Chúa nói tôi điều này, tôi xin cảm tạ thấy rằng nhìn lại 32 năm. Wow, Chúa dùng đủ việc cảnh, nan đề, thử thách cho tôi hết, amen. Để Chúa nhào, Chúa nặng tôi và anh em trở nên hình ảnh của chính Ngài. Vì đó các anh em, hãy để ý điều này và trân trọng cái lời mặc khải của Chúa. Đó là chúng ta hãy bằng lòng để Chúa nhào nặng. Cho tôi nghe chị amen. Amen. Trong Ê-sai là Chúa gì? Cục đất sét không được phép cãi lại với người thờ phượng. Trong Rô-ma là 8 lần của Chúa cũng nói như vậy. Đó là cục đất sét không cãi với người thờ phượng. Cho tôi nghe chị amen. Khi cục đất được bỏ lên cái bàn để mà nắng lên cái bình hoa, nắng lên cái bình để làm trà, nắng lên hình ảnh của cái bình này, cái bình kia, thì cục đất sét nói gì? Tại sao ông nắng tôi ra cái hình này? Tôi phải là cái bình, phải là kim cương chứ, phải không? Tại sao ông nắng tôi trở nên một cái bình, cái gì mà xấu như thế này? Anh em, Chúa nói là chúng ta không được phép cãi cái này. Thế thì anh em, khi nhắn đề đấy, bao nhiêu người thừa nhận là chúng ta đã từng cãi Chúa? Những cái cảnh đến trong chức vụ, những thử thách đến trong chức vụ, thiếu tiền bạc, bị bệnh tật, bị người ta nói xấu, bị người ta vu oan, bị người ta nói hành, hoặc là bị có những sự cám dỗ chúng ta tốt cả ở đó, bao nhiêu người thật sự thừa nhận rằng chúng ta đã từng cãi Ngài. Chúng ta có biết rồi follow nói gì, ta cãi nó nói gì, đáng lẽ anh em làm thầy từ lâu rồi, nhưng mà ngày nay anh em vẫn còn đòi uống sữa. Có nhiều chức vụ không chịu học tập, không chịu học tập, vì cái đó mà Chúa chờ đợi họ. Bao cho đến bao giờ con sẽ bằng lòng trở nên đất sét? Cho đến bao giờ con yên lặng và không cãi lại? Ta là thợ gốm của cuộc đời con. Tôi nghe chị amen. Amen. Anh biết là khi mà Chúa bắt khải tôi điều này, Chúa cho tôi nhớ là tất cả những ước ao của tôi. Tôi muốn trở thành một con người hầu cái Chúa Trời, đầy ơn của Chúa. Và tôi nghĩ rằng tất cả những người của Chúa tôi đang ở căn phòng này và những người đang theo dõi một nhóm của ta sẽ hành động, tất cả ai là người học Chúa cũng đều muốn trở thành những người học Chúa đầy ơn của Chúa, đầy quyền năng của Chúa, đầy sự sức giàu của Chúa, đầy tình yêu thương của Ngài. Amen. Amen. Và đầy nhiều người tôn trọng mình. Nhưng nên không phải sau giấc ngủ chúng ta trở thành người nổi tiếng. Amen. Amen. Không phải tốt nghiệp trường thì chúng ta chẳng cái bằng là chúng ta trở thành cái người đầy ơn của Chúa. Nhưng hãy nhớ rằng để đào tạo một phi công gọi là phi hành gia vũ trụ đó của NASA Mỹ chẳng hạn, thì ta biết rằng họ đầu tư một người biết bao nhiêu tỷ đô la không? Họ trang bị cho con người đó, họ tập dượt cho người đó từ giờ này đến giờ khác trong những cái môi trường không có chân không, để những người đó nhào lộn ở trong những cái môi trường không có chân không, để họ quen với nó khi họ bắt đầu vào không gian. Amen. Họ tập những cái cuộc sống rất là khắc nghiệt, nơi mà không có oxy, nơi mà không có sự sống và hơi thở, rất khắc nghiệt. Vì cái đó mà khi một phiên gia tử nạn thì cả nước Hoa Kỳ
treo cờ rủ. Bao nhiêu người thấy Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe chắc Amen. Khi Ngài đến trong đời gian này, bao nhiêu người thừa nhận rằng Chúa Giêsu cũng bị nhào nặn. Bao nhiêu người tin điều này? Chúa Giêsu nhào nặn, bị nhào nặn ngay từ lúc mới sinh đầu tiên, đó là ở nơi máng cỏ chuồng chiên. Những người chúng ngày hôm nay chúng ta đi theo trào lưu của phúc âm thịnh vượng. Anh em, đừng bao giờ chúng ta bị cái lời nói này là một sư phải là người giàu có, đừng chết rồi. Đừng anh em. Tôi đến ngày hôm nay tôi vẫn sống bằng đức tin, nuôi mình bằng sự thành tín của Chúa. Nếu mà tôi đi theo cái tư tưởng một sư phải là người giàu có thì tôi nói em ngày hôm nay không thấy mặt tôi ở đây đâu. Vâng, tôi đi rồi. Và đặc biệt cái đó ngày hôm nay có rất nhiều người họ đi theo trào lưu đó, mục sư là phải giàu có và họ bị cuốn vào sự giàu có mà không phải đến từ Đức Chúa Trời. Amen. Tôi tin rằng sự chúc phước của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta giàu có, tôi tin điều này. Amen. Nhưng đừng nỗ lực để tìm sự giàu có. Amen. Nhà tôi thấy có nhiều người chú lầm lùng quá lầm lũ và cuối cùng một đống nợ. Cuối cùng chính phủ của họ dừng lại chỉ là một điều gì? Con số không? Tại sao vậy? Bởi vì họ không chịu, họ cãi lại đấng tạo dựng nên họ. Cho các bạn chào đấy. Okay. Khi tôi cũng đã kéo lần kia vào trong chúng tôi để quyết định về lại Việt Nam, tôi cũng bị rất kỹ vì có nhiều người để nói tôi một sư, nếu ông học sư quyết định ở lại thì tôi sẽ tìm luật sư để giúp đỡ ông học sư có thạc sĩ. Tôi nói không, chúng tôi quyết định về. Bạn biết tôi bắt đầu tìm kiếm lời của Chúa. Chúng nói với tôi đọc sách Jeremy. Và khi tôi đọc sách Jeremy thì bắt đầu một lời đến với tôi. Jeremy nói Jeremiah, nếu ngươi ở trong thành, đừng ra khỏi thành thì ngươi sẽ sống. Ngươi ở trong thành cứ xây nhà, cứ dựng vợ gả chồng trong vườn nho, ngươi sống. Còn nếu ngươi ra khỏi thành Jerusalem, ngươi sẽ chết. Và tôi biết gì không? Cuối cùng Jeremiah đã cãi lại lời của tiên tri Đức Chúa Trời. Mẹ cuối cùng ông bị móc mắt phải không ạ? Lại không đấy, ông bị chết. Và Chúa nói tôi gì? Nếu con ra khỏi Việt Nam con sẽ chết. Và tôi ngu gì tôi chết? Cái kiểu bị móc mắt có phải không? Nên biết móc mắt này quan trọng lắm. Đó là có nhiều người hầu Chúa bằng con mắt của họ. Họ tìm bạc, tìm vật chất, tìm xe cộ, nhà cửa, đủ thứ mọi điều. Và đối với tôi ngu gì tôi để bị mất cặp mắt này. Cặp mắt này tôi chỉ muốn nhìn thấy nhiều linh hồn bước vào vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Amen. Đó là điều mà tôi quyết định trả giá. Có nghĩa là tôi không cãi, tôi không dám cãi lại Chúa Trời đã phán với tôi qua sách Jeremiah cho tôi nghe nhé. Và đến 4 ngày trước khi tôi lên máy bay, tôi nói có nhà tôi này. Một cơn cảm giác rất tinh vi đến với tôi. Không thanh niên nói với tôi rằng là một sư, con mới mua một miếng đất. Miếng đất này nếu mà tính theo đất Việt Nam tầm khoảng 10 hectare. Và đã có nhà sẵn ở trên rồi một sư. Một sư ở lại đi, con để miếng đất này một sư mở trung tâm giải cứu. Anh thấy đã không? Tôi biết nếu một sư toàn lúc đó được mở lời như vậy thì cứ... Tôi biết thằng Hiếu lúc đó nghe ai đó mở lời như vậy. Đây là ý Chúa. Nhưng mà tôi nói với đại của tôi và chúng tôi quyết định một điều này. Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời cho phép cái này làm để thử lòng của tôi một lần cuối cùng. Và tôi đã cứng từ cái lời mời đó. Anh em, để giống hình ảnh Đức Chúa Trời nó không đơn giản đâu. Chúng ta phải đồng ý để Ngài nhào nặn như thần gốm, nhào nặn cục đất sét. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Để nhào nặn cục đất sét một ngày nắng chứ Ngài không ra lĩnh. Amen. Ngài không ra lĩnh mà Ngài nắng, Ngài nhào, Ngài nắng, Ngài nắng cái tay. Amen. Amen. Ngài nắng gương mặt, Ngài nắng hình thù cái đầu của tôi phải. Amen.
ngày nắng lỗ tai. Chúng ta thấy trong chừng này người, mỗi người có lỗ tai khác nhau. Nhưng lỗ tai của anh sẽ thấy trắng rồi. Nhìn một sư toàn hồi giờ này hút râu thì lên mệt mỏi. Mỗi người sống mũi khác nhau, đôi mắt khác nhau, trong mày khác nhau. Amen. Amen không ạ? Bàn tay chúng ta đưa lên không ai giống ai cả, không ai hàng tỷ người, không có người nào giống người nào cả. Chúng ta nhìn thấy cách của Chúa Trời đánh con người không? Và Ngài nói rằng giống như hình ảnh của Ngài. Chúng ta đã, trong quá khứ ta đã từng, xin lỗi với anh em, mà chúng ta đã mang hình ảnh của nó. Đúng không? Tôi có cậu trò nó gì khi con chưa được Chúa cứu. Con đi chơi ban đêm, con về con chó ăn sống thấy con nó xuống. Mà từ ngày con được Chúa cứu rồi con đi về, cũng là con chó nó không xuống con nữa. Thế thấy không? Thế mức độ mà nó gai cái mắt của nó mà đi về con đêm nó cũng xuống. Nhưng mà sau khi được Chúa cứu rồi không xuống nữa. Ông mục sư ở dưới phòng của nó tôi gì? Mục sư sĩ có biết điều này không? Tôi biết gì? Ông nói là con chó nó biết cái đức nhân thật và cái đức nhân giả lắm sư nhận. Anh em, thế thì tôi muốn hỏi anh em một cách chân tình. Chức vụ của Chúa Giêsu khi để trong trần gian này, Ngài là con của Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, amen. Nhưng mà chúng ta thấy Ngài là chức vụ không phải là Đức Chúa Trời, mà là một con ngữ thật sự cho chúng ta trả, amen. Ngài nhau nặng qua 40 ngày của sự kiên cầu nguyện, và Ngài đối diện ba sự cám dỗ cho chúng ta trả, amen. Và Ngài thắng nó bằng con người của Giêsu, chứ Ngài không phải thắng nó bằng Đức Chúa Trời, amen. Chúng ta để ý là khi mà con quỷ cám dỗ này, Ngài thừa sức quả đá của mình. Nhưng mà nói gì? Như có lời chép rằng người ta là chúng nó bị ngài đó. Chúng nó người ta hay là con người sao không phải chỉ giờ bánh mà nhờ mọi lời phát ra từ Đức Trời. Chứ con người đó ngài đang ám chỉ về ngài này. Amen. Anh em, giống như Chúa Trời còn có nghĩa là có quyền năng giống như Đức Chúa Trời. Amen. Giống như Chúa Trời có nghĩa là chúng ta sở hữu những thuộc tánh của Đức Chúa Trời, cho các bạn chị. Amen. 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 Chúng ta mang hình ảnh của Đức Chúa Trời là chúng ta mang một hình ảnh của một chức vụ. Đây quyền phép của Chúa chứ phải chỉ là một người giảng bằng chữ nghĩa, bằng những điều của thần thuật này. Nhìn tôn giáo của chúng ta là gì vậy? Chúng tôi ngồi lại để chuẩn bị bàn một cái đám cưới của anh em. Có một cái đám mà nói, có một thầy đang từng nói với tôi rồi. Chiều nay không còn nghe về một sự nói giảng nữa. Vì trên 87% bài giảng của ông không có chắc đúng về lời của Đức Chúa Trời. Đến ngày này con các chú chúng ta rất nhiều bài giảng của trên mạng. Thế là chúng ta vào chúng ta giảng, đôi khi ta nghe giảng có lý nhưng không phải là chân lý. Giảng hay nhưng không phải là chân lý. Và đối với tôi học được điều này. Tôi có những ước cao lớn. Tôi muốn Chú dùng cho tôi cho đồng bào Việt Nam quyền rất yêu dấu của chúng ta. Tôi muốn những sân vận động là nơi mà tôi sẽ nói chẳng về phúc âm tình yêu và quyền năng của Ngài. Tôi những sân vận động, những cái sân đánh tennis Bắc Trung Nam, hoặc là những cái sân bóng đá cho trẻ trâu ở những cái vùng cao nguyên, tôi muốn chỗ đó là nơi rao giảng phúc âm của Chúa. Nhưng tôi hiểu được một điều, cái giá tôi trả phải lớn. Amen. Amen. Tôi có đồng ý để cho Chúa nhào nặng tôi không? Tôi làm chứng để anh em thấy rằng tôi đạo phục Chúa. Tôi nhờ con mặc một vai này mà tôi nói gì, con phải lấy tiền bố đó nha, con phải nhớ con lấy tiền bố chứ con nha. Và anh biết gì tôi, chúng tôi, vợ tôi được phục hồi, tôi muốn dẫn vợ tôi đi một chuyến để cho vợ tôi đi ra công việc của nhà Chúa, đi với tôi và thấy công việc của nhà Chúa. Tôi phải cái là Quảng Nam là miền Bắc. Nhưng ta biết rằng trong túi của tôi chỉ có 1,5 triệu. Đến giờ này anh làm Chúa cho tôi biết vé bay bao nhiêu tiền, nhưng mà con phải cho bộ đi. Và khi chúng tôi đến đây thì tôi cũng dâng hiến mọi điều. Và lúc khi tôi cầu nguyện giải cứu cho những người chị em, ngày đó có 2 phút đến mà tôi, thì tôi thấy có những tin nhắn, cái tin tôi để chế độ rung thôi, cứ rung. Tôi biết là có những điều cập bệnh, nhưng mà sau đó thì tôi thấy có một điện thoại, người ta gọi cho tôi.
Tôi nói đầu số tôi biết là không phải dân quảng cáo mà dân là em là bị máy lọc nước hoặc là em bên ngân hàng bán đất cho anh mua không. Tôi được mời làm cho Google đấy, tôi được mời làm cho TikTok. Tôi nói có cho anh giảng về TikTok thì tiền anh đã làm, còn nếu không cho anh giảng tiền trong TikTok anh không làm, mà cho anh làm trong TikTok đó anh làm anh lấy tiền đó, miễn sao cho anh giảng một chút ít xuống cũng may. Nhưng mà cái ngày tôi còn chuyện đó thì sau tôi nghe điện thoại đó thì bên kia gọi nói gì, có một người nhờ em chuyển tiền cho anh nhưng anh không số tài khoản, không xin cho số tài khoản. Mà tôi biết đó là thật, mà anh Ngọc khi mà tôi mua vé sau mấy tiếng mỗi Ngọc hỏi tôi là tại sao bố nói Hà Nội chỉ có mình con không bố biết mà có người này muốn chúc phúc cho bố, nhưng tôi đã khước từ cái số tiền đó. Tôi khước từ số tiền anh Ngọc biết mà cái chẳng tôi còn trọn gói luôn ấy nha, tôi khước từ nó bố nói tiền lắm. Nhưng mà cái người dân hiến này cho tôi không có hứa gì của tôi cả. Và khi tôi cầu nguyện xong thì thông tin của tin nhắn báo rằng họ đã cho phúc tôi 12 triệu. Thì cậu đừng có lo là bố không có tiền cho tôi. Cái điều tôi muốn nói này, đó là khi tôi đợi phục Chúa, uy tín tôi nói này, uy tín luôn. Cái mối quan hệ của tôi với những người ở bên những bên mẹ chẳng hạn. Tôi có con, nhưng chưa bao giờ tôi xin tiền con tôi. Tôi có má vợ tôi ở Canada, nhưng chưa bao giờ tôi mời tôi xin tiền má vợ tôi. Tôi có những mối quan hệ khác, tôi có rất nhiều học trò bên ngoài. Và uy tín bên em, nếu tôi nói học trò tôi chỉ cần một cuộc điện thoại thôi hoặc tin nhắn, bố đang cần tiền, thì tôi tin rằng các học trò tôi sẽ gửi tiền cho tôi. Nhưng uy tín trước mặt Chúa không bao giờ tôi ở cái việc tôi đâu. Vì tôi học tập cái việc đó là Chúa biết tôi cần cái gì. Amen. Amen. Tôi để Chúa nhào nặn tôi. Anh em, tôi không giảng rằng là tôi không cần tiền, vì tiền là phương tiện của cuộc sống phải không ạ? Nhưng tôi biết rằng tiền không phải là cứu cánh của tôi, tiền không phải là cứu chúa của tôi, amen. Tiền chỉ là phương tiện chúng tôi cuộc sống thôi. Nhưng tôi không bao giờ bán rẻ cái chức vụ của tôi để xin một đồng tiền nào, một cách nào. Đây là nguyên tắc sống của tôi. Bởi vì tôi phải trả cái giá này để tôi mang được hình ảnh của Đức Chúa Trời cho các anh chị, amen. 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 Những bài giảng nào có thể thuyết phục lòng người mà nếu chúng ta không có cách sống như tôi đang nói với anh em, xin lỗi anh em là không thể thuyết phục được lòng con người. Và khi Chúa nói với tôi, cậu có muốn mang hình ảnh của ta không? Chúa nó đọc lại câu số 2 này. Và khi Chúa đọc lại, cái đầu của tôi bắt đầu nhìn vào, đôi mắt tôi bắt nhìn vào nắng lên hình người em ấy. Ngày nắng chúng ta từng chi tiết, từng phẩm chất, từng thuộc tánh của chúng ta, từng con người của chúng ta phải trở nên giống như Đức Chúa Trời. Amen. Và chúng ta quay trở lại với Jeremy, chúng ta thấy điều gì ở đây? Chúa sai Jeremy xuống nhà một thợ gốm, và Chúa nói rằng tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Tôi thích cái những cái bối cảnh nào mà tôi thường thường được dạy như thế này. Chúa cho tôi đối diện một câu chuyện, tôi học ca bài học thuộc linh. Tôi nhìn cái lá rụng, tôi học được bài học thuộc linh. Tôi nhìn hai người đang cãi lộn với nhau, tôi cũng học được bài học thuộc linh. Tôi nhìn một người đang chăn yến, tôi học được bài học thuộc linh. Bởi vì Chúa thường luôn nhìn, xin lỗi, Chúa luôn dùng những cái ngoại cảnh để phán với các tôn giáo của Chúa. Ở trong cái thánh thiêu, Chúa dùng gió tốt để phán với ông gió. Amen. Chúa mượn công lực với nó cái người để nói chuyện với Ba Lam. Chúa có nghe chưa? Amen. Chúa dùng cung cành trống nó cái ba lần để cảnh tỉnh cuộc đời của Simon Fierer, đúng không? Amen. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa nói với Jeremy đi xuống nhà thờ đó kia đi, tại đó ta sẽ cho ngươi nghe lời ta. Rồi tôi thích câu chuyện này. Và Jeremy nói gì trong câu số 3? Ông bèn xuống trong nhà thờ gốm này, nó đứng nắng đồ trên cái bàn xây. Hãy bạn hình dung tưởng tượng lên nha. Chúng ta là những Jeremy bước vào nhà thờ gốm và thấy thợ gỗ kia bắt đầu ăn nắng một vật dụng đó, ví dụ cái bình, amen, là một căn nhà, amen, có thể là hình của một con chiếc đĩa bàn, chiếc đĩa bàn xoay. Câu số 1, cái bình đã nắng ra bằng đất sét bị hư trong tay người thợ gỗ này. Hãy để ý chi tiết này, thợ gỗ nắng cái tay nắng cái bình, nhưng cái bình này nó bị hư. Thợ gỗ có bỏ không?
thì con có bỏ không? Không. Phần bảy câu này nói gì? Thì thợ đốn lấy mà nắng cái bên ấy. Hả? Tùy ý mình muốn. Tôi có nghe chị amen. Amen. Tôi có nghe chị amen. Amen. Cái gì xảy ra? Bắt đầu câu số 5. Bây giờ có lời Đức Chúa phán cùng tôi rằng. Câu số 6. Đức Chúa phán hỡi nhà Israel. Chúa không phải phán cho mình Jeremy đâu, mà Chúa phán cho cả dân tộc Israel được nghe này. Vì ông đang làm tiên tri cho nhà Israel. Và Chúa nói gì? Ta nói với các ngươi, há chẳng làm được như thợ gốm hay sao? Làm được như thợ gốm là làm gì ạ? Vứt bỏ. Vứt bỏ. Cô đang đọc bản dịch nào vậy? Bản dịch mới 2024. Anh em, Chúa nói rằng là ta há chẳng làm được như người thần của bài sáng. Có là gì? Cuộc đời chúng ta đã bị nắng hư. Satan nắng hư cuộc đời của tôi và anh em. Amen. Và Chúa nói rằng Ngài là được, có là Ngài nắng lại cuộc đời của tôi và anh em. Bao nhiêu tin điều này? Bao nhiêu tin điều này? Anh em, tôi tin điều này. Cuộc đời của tôi đã một lần bị nó nắng hư, không dùng được, không dùng được, Chúa không dùng được, và Chúa phải nhào nặng lại cuộc đời của tôi cho tôi nghe trả này, và Chúa bắt đầu sẽ dùng thôi. Thế thì hôm nay tôi muốn gọi anh, kêu gọi anh một điều. Ba người chúng ta muốn chúng ta mang hình ảnh của Chúa Trời. Ba người chúng ta muốn Chúa sử dụng chúng ta. Anh nên nếu chúng ta không để cho Chúa nhào nặng cuộc đời chúng ta, để nắng chúng ta từ cái hư trở thành cái tốt. Amen. Từ cái chỗ vứt bỏ trở thành sử dụng được. Từ cái chỗ mà thế gian cho mình là ngài miệng, người miệng, cái gì đó thì cũng là miệng. Có phải không ạ? Ông miệng, cháu miệng, chú miệng thì cũng là miệng. Đúng không? Nếu ta bằng lòng để Chúa nhào nặng cuộc đời của tôi và anh em, thì thứ nhất, chúng ta sẽ ra cái bình như Ngài muốn. Amen. Có nghĩa là chúng ta sẽ mang hình ảnh của Ngài. Chúng ta không phải là cái người phá đi công việc của nhà Chúa. Chúng ta không phải là cái người phá đi cái cuộc đời của chúng ta cho Ngài. Lời của Chúa trong câu thứ nhất, đoạn 3, đó là anh em không biết thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Sáng. Chúa nhào nặng cho tôi, cuộc đời của tôi nên trở thành cái đền thờ của Chúa cho tôi hay cho amen. Và ta để ý câu sau này. Nếu ai phá hủy đền thờ thì Ngài sẽ hủy phá chính con người đó. Anh em đừng coi thân thể chúng ta là cái sọt rác nữa ta. Và chúng ta đem tất cả những thế gian này vào ở trong con người này. Amen. Đừng như người bị bắt nói là nhạc nào cũng nhảy. Nhạc Chúa cũng ở trong lòng, nhạc đời cũng ở trong lòng. Lời của Chúa cũng trong lòng, mà lời của đời này cũng có ở trong lòng. Amen. Anh em hiểu điều tôi đang giải thích không? Nếu là như vậy, anh em Chúa nói gì? Chúa sẽ hủy phá con người đó. Hủy phá một cách nào vậy? Bệnh tật, anh em phải đủ tỉnh. Có những căn bệnh nó đến từ tội lỗi. Có những căn bệnh đến từ tội lỗi. Tôi tư vấn cho những người nam bị bệnh thần, họ cứ mong đợi là Chúa làm phép lạ siêu nhiên. Nhưng tôi nói gì? Để phép lạ xảy ra, hãy lắng nghe điều này. Và tôi đem người đó vào phòng riêng và nói gì? Khi mình nói về bệnh thần, bị suy thận, nam nữ gì cũng vậy, hãy bắt đầu coi lại trong quá khứ của mình. Mình có phạm tội về tính dục không? Mình có đam mê nó đến mức độ mà bất chấp điều gì xảy ra? Và tôi nói đến 10 người bệnh thần hay 9 người là vì cái tội lỗi đó. Rồi khi xương sống đau, sống lưng đau, xương sống nhức lưng đau, bỏ vai, tất cả anh em, nó không phải bỗng nhiên đâu, nó đều đến từ cái chỗ đó. Và tôi
tôi đã tư vấn cho họ, tôi hướng dẫn họ xưng nhận tội với Chúa. Và tôi đã cầu nguyện phép lạ xảy ra. Có những người chúng ta biết rằng, chúng ta biết đó, chúng ta cầu nguyện đến lúc có thể họ xin lỗi rồi, họ có thể đi tiểu và cái viên sỏi thận ra ngoài. Nhưng là sao có bị lặp đi lặp lại cái tội, cái bệnh đó, bởi vì họ chưa từ bỏ cái tội bệnh tay. Họ chưa từ bỏ điều đó. Và cái đó Chúa Giêsu nói gì? Ngươi đã được chữa lành rồi, hãy đi và đừng phạm tội nữa. À, có điều gì xấu hơn cho ngươi chăng? Tôi là một sư trong quá trình cứu sự chữa lành, không bao giờ tôi bất cẩn, tôi vội vàng đặt tay vào cầu nguyện chữa lành cho người nào cả. Tôi chỉ muốn đem người đó vào cái phòng riêng để rồi đầu tư vấn giúp đỡ họ để nhìn thấy những gốc và rễ của căn bệnh đó hoặc làm để đó cho các anh em. Vì lắm ở tại Quảng Nam vừa rồi nó có một cái điều Chúa làm rất hay. Có nhiều người nhờ hết một sư này một sư kia cầu nguyện trên dương cũng ói cũng mưa, nhưng mà khi vào phòng tư vấn của học trò của chúng tôi ở tại đó thì tôi nói em là quỷ ma nó còn ra còn nhiều hơn. Và Chúa nói với tôi trong cái ngày tôi kiên ăn 40 ngày, Chúa nói tôi là ma quỷ ngài đã lừa các mục sư nhiều lắm. Có những con nó ói ra, các mục sư đuổi nó ói ra, cái thấy là người ta bình thường, cái nó bỏ đi và nghĩ rằng người đó được thì cứ. Mà Chúa nói tôi gì, có những cái con quỷ cấp độ lớn hơn ở trong đó, nó ẩn mấy thằng nhỏ, tụi bay chui ra trước đi, tụi bay chui ra trước đi, tao lừa mấy mục sư để cho tụi bay coi. Và thật mấy mục sư đều lừa hết. Tôi nói như này là thật anh em, nhiều mục sư ở miền Nam cầu nguyện trên dương đi đến tặng cái buổi nhóm của họ, họ ói ra, nhưng mà về bước vào phòng tư vấn của chúng tôi tại Quảng Nam, quỷ nó còn lộ ra còn kinh khủng luôn. Họ nói gì, ủa tại sao tôi vừa rồi tôi đi vào Sài Gòn tôi học giải cứu, người khác còn bị tôi cũng có, tại sao bây giờ về ói gì hết. Anh em biết giống của tôi, nếu chúng ta muốn mình mang cái năng của Đức Chúa Trời thì tối hôm nay tôi và mẹ phải bằng lòng để cho Chúa nhào nặn chúng ta. Có bài hát hay, phòng con đất sét đây nắng theo ý ngài, có phải không? Nhờ ngài uống nắng con thánh ý cha được nên, đổi thay con Chúa ơi, đổi thay con Chúa ơi. Đôi khi ta hát mà lòng chúng ta nói gì, con hát vậy thì con đâu có muốn Chúa nhào nặn con đâu, con đâu có muốn Chúa thay đổi con đâu. Lọc là một người nên chúng ta biết cùng ở được giải cứu từ trung tâm giải cứu ở Hưng Quảng, phải không? Tôi bây giờ khi tôi nhắc đến con người này, tôi nhớ một kỷ niệm rất thấm đối với tôi. Chiều đó tôi lên trung tâm thì tôi thấy người này đang loay hoay mang đôi giày bata chuẩn bị đá banh. Lúc đó có gì thì có thay phẩm của mình ở trong đó. Và khi tôi lái xe mô tô vào cái chỗ được đậu xe đó thì Lộc chạy đến rất là nhanh gọn, giống như là hốt hoảng rồi rất là vội vàng. Nó nói tôi cho con hỏi cái này kìa. Tôi nói con hỏi gì? Lúc đó tôi chưa cởi mũ bảo hiểm xuống được. Thế Lộc nói tôi là bố này, con hát cái bài vượt con vươn lên khỏi chốn tôi tâm tuyệt vọng. Tự nhiên con nghe nói xạo, không có sao, chẳng thấy ai hết. Thì con tiếp tục thắt dài con, con hát vượt con vươn lên khỏi ghi sợ ba sông đau. Con nghe nói gì? Xạo. Bố, thế thì cái chữ xạo là con nhìn không thấy ai chứ. Cái tôi nói gì? Bình tĩnh, thì bố nói này, để biết được Đức Linh hay là ba cụ yên nói với con á, thế thì con coi thì con hát cái cục đó vượt con vươn lên, con hát cái bằng cả tấm lòng con muốn Chúa vượt con không? Hay là con miệng con hát mà con không thèm Chúa vượt con lên? Và Lộc có gì? Con hiểu rồi bố. Vì lúc đó Lộc vẫn còn quay ai lý, ai làm lắm. Bạn ta biết gì không? Qua ngày hôm sau, Lộc quyết định kiên ăn 3 ngày thật lòng với Chúa luôn. Và trong 3 ngày Lộc cũng hốt hoảng và gặp tôi một lần nữa, nói rằng bố, tại sao 3 ngày này con đọc kinh thánh chỗ nào cũng gì, nếu người không ăn năn thì cái búa để kề gốc cây. 3 ngày trên đầu viện Lộc đều bắt gặp ba phong độ kinh thánh khác nhau, nếu người không ăn năn thì cái búa để kề gốc cây. Và Lộc nói gì? Con sợ Chúa đó bố, con quyết định ăn năn. Và người đem nó bắt đầu để Chúa nhào nặn và trở nên ngày nay là người có thể giúp đỡ cho nhiều cuộc đời khác nhau.
Anh em, lời của Chúa đáng lẽ chúng ta bằng thầy từ lâu rồi. Đáng lẽ chúng ta Chúa dùng để cứu nhiều cuộc đời rồi. Tại sao Chúa vẫn yêu thương? Chúng ta đi nhóm, chúng ta trung tín. Nhưng mà xin lỗi là chúng ta trung tín chỉ có mình à. Nhưng mà chúng ta chưa trách một người nào về của Chúa. Vì đời sống của ta chưa để cho Chúa nhào, Chúa nặng, Chúa ốm, Chúa nắng. Cuộc đời của tôi phải anh em. Amen. Cho nên anh đi đâu của tôi, lời của Chúa thân linh phán với chúng ta thôi hôm nay. Hỡi nhà Israel, ta đối với các người há chẳng làm được như người thợ gỗ này sao? Hỡi nhà Israel, đất sét ở trong tay thợ gỗ thế nào thì các ngươi cũng ở trong tay ta thế ấy. Đừng đi nhà thờ, đừng làm một người hầu Chúa mà không ở trong tay của Ngài. Chúng ta phải, amen. Chúng ta phải quyết định ở trong tay của Ngài. Đang đi một châu rồi, tôi đang đi địa phương, chú rất mệt. Cảm ơn Chúa, chúng tôi dùng lên chợ và chăm chúng tôi đi rất mệt. Nhưng mà tôi thật sự là phước, tôi cảm ơn Chúa. Nguyên cả ngày thứ bảy đi thăm và đi vào ở tại chỗ tôi thấy rồi, nhà này cách nhà kia nó xa lắm. Nếu mà đi Honda thì tôi không biết chừng nào cho nó xong. Nhưng mà con cái của Chúa thì lại khao khát nghe nói đi thăm và được cầu nguyện ai trong năm. Thật sự tôi không đi thăm hết. Và tôi xin lỗi họ trong những nhân vật rồi. Có những người buồn và nói nhưng mà giấu cái sự buồn. Mà nói gì? Mục sư dạy thì phải hẹn mục sư làm đấy ra. Bởi vì họ không chờ đợi mình đến thăm viếng họ và cầu nguyện cho họ. Nhưng mà tôi mừng nói gì? Tôi được phước là cái ngày này tôi được. Khi tôi mới đến một thăm thì Hoàng Sa Chê mới nói tôi là mục sư hậu nhờ bố làm thánh lễ thì thánh. Tôi nói ngay, tôi nói bố có làm đâu. Vì nếu bố làm thì một sư hậu sẽ không lên thánh được một ngày. Anh này, đúng không không? Tôi nói bố làm không? Nếu bố làm thì một sư hậu cũng lên, bố phải để cho một sư hậu lên thăm bố thánh. Cảm ơn Chúa. Cái tố và anh em đứng đó hiểu mấy chị chủ cho bố bắt bài nhanh quá. Sau đó thì tôi vào, tôi đọc lên đường họ. Ngay cả là Hiếu, mình ngưỡng lắm vì bố giúp tụi con đánh đờn tờ phự. Tôi đó có vợ tôi và Liên làm chứng. Tôi nói không, bố đánh đờn họ đâu. Rồi trên đường đi vào nhà, anh hỏi. Đi qua một cái chỗ open call chút xíu, tôi đang ngắm nhìn núi non. Mà chú phán lòng tôi rằng, sáng mai con phải đánh đó. Và tôi nói chú, dạ vâng, con sẽ đánh đó. Anh đã biết rằng từng chi tiết nhỏ, tôi phải để chú nhào nặng để phân phục Ngài. Rồi vô cái chuyện thực thân. Khi tôi nói xong thì Tú đi vào, tôi thấy cầm chai nước giọt. Và Tú vào nói gì? Bố giúp bố thánh bằng thánh nha. Tôi nói không, cái này là có một sơ hồn bố làm. Nhưng tôi nói xong Tú vẫn mừng cái khai thực thánh đã bắt đầu làm. Tôi nói sao mình nói nó rồi, sao nó vẫn mừng khai thực thánh rồi nó làm để trước mắt mình vậy nè. Và nói gì không? Tôi ngồi và chú mỉm cười với tôi, chú nói gì? Ta muốn con phục vụ như này. Và thật sự nói nguyên mạch thứ bảy tôi cầu nguyện xin cho con có lời của sách kinh nghiệm. Tôi trống không. Tôi thật sự trống không. Tôi chỉ nhận được một cái sự cải thiện mà tôi nghĩ không phải dành cho hội thánh của Chúa. Đó là ba trời kinh ta. Mà tôi cứ nghĩ rằng là tôi về tôi phải soạn cái sách điện đó để chạy cho một hội thánh nào đó. Nhưng bây giờ tôi đứng lên ba kinh thánh. Tôi nói đúng một lúc 5 phút thì Chúa nói với tôi rằng hãy nói với hội thánh biết đây là bài giảng của con, chứ không phải là nói lời liệt thánh rồi liệt thánh sao mà mới giảng. Và tôi nói với hội thánh rằng đây là bài giảng của tôi, cho nên quý bạn trên tập trung nhé. Và tôi giảng 45 phút về Đức Chúa Trời kỳ tài. Và tôi kêu gọi hội thánh của Chúa phải xét mình kỹ càng trước khi đưa tay ra nhận bánh liệt thánh. Và tôi đố hội thánh một câu này. Tôi gọi anh Hoàng chủ nhà, tôi nói anh Hoàng, tôi đố anh nhé, đó là Judas Iscariot bán Chúa trước khi dự tiệc thánh hay là sau khi dự tiệc thánh? Anh Hoàng cứng người luôn, không biết. Và thế là tôi nói gì? Sau khi dự tiệc thánh. Nói cái đó không, chúng ta thấy là Đức Chúa Trời uống nắng chúng ta tôn trọng Ngài trong vấn đề dự tiệc thánh. Tôi có những lúc lắng cấm với vợ tôi, tôi đến trung tâm tôi không ăn thịt thánh. Nếu tôi đến hội thánh nào đó mà tôi và ngài tôi bất bình chưa giảng hòa với nhau khi dự thánh, tôi cũng xin lỗi Chúa nhưng mà tôi không bao giờ dám dự thánh.
Bởi vì Kinh Thánh Chúa nói nếu người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó thì sẽ mắc tội với thân và huyết máu của Ngài. Chúa uống nắng chúng tôi để tôi kính sợ Chúa nhiều hơn, tôn trọng Chúa nhiều hơn. Càng đi với Chúa, tôi càng học những điều từ Đức Chúa Trời để đời sống của tôi mang hình ảnh của Ngài. Và thật sự sáng qua là buổi sáng của nó đã được phước vô cùng tại một nhóm thì bên trong thành một nhóm phước vô cùng. Thì tôi mời hai con cái Chúa cầu nguyện, họ cầu nguyện tôi cùng thăng vỡ, bởi vì họ được Chúa chạm đến với lời của Ngài. Có những người nói với tôi rằng trong đời cầu nguyện nó gì 10 năm theo Chúa nhưng họ đọc 10 điều răn nó sao không biết mà nó bị mắc, họ không thấy cái chữ kỳ lạ. Và tôi hỏi chúng ta nghiêm túc đi, xét lại những ngày của chúng ta bao nhiêu năm mà trước mặt chúng ta có những thần nào, có những cái điều gì mà chúng ta không bỏ được, chúng ta không bỏ được, chúng ta là thần tượng nó hay mấy, chúng ta coi nó hơn Chúa thì nó là thần của chúng ta và ta coi lại đi. Và cả hội thánh rất nghiêm túc xét mình trước giờ được tài đạo để nhận lãnh tiền thần. Và bộ nhóm rất phương hành. Các bộ thanh niên nói với tôi, con cũng vậy là bố. Năm nay con đọc Kinh Thánh 10 điều răn trong bộ thánh. Như tôi đã ở phòng nhóm em có 10 điều răn này. Không có phòng nhóm đâu thêm 10 điều răn phải không? Nhưng mà chúng ta thường bỏ qua điều thứ nhất này. Vì cái đó mà có quá nhiều của ngài Chúa không bao giờ được phước. Bởi vì chúng ta không chịu để cho Chúa nặng nặng chúng ta và tôn trọng lời của Chúa hơn bất cứ cái điều gì của con người chúng ta chả. Amen. Sự kỳ kỳ đoạn 20 có số 5 trước mặt ta ngươi chụp cớ chớ có thần khác vì ta là siêu mạnh Đức Chúa Trời trị ta. Nếu ai thờ thần tượng ta sẽ nhớ tổ tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Thế hôm nay tôi kêu gọi anh em, nếu ta nói thật sự mình muốn mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, dù là một nhân sự, dù chỉ là một tín đồ hay là một người hầu Chúa, thì tôi và anh em thật sự phải mau mau để nói Chúa rằng con muốn con mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Amen. Đức Chúa Trời còn một cái nắm nữa, đó là Ngài là Chúa Trời của sự trật tự, không phải là Đức Chúa Trời của sự lộn xộn. Nếu một người nào đó đến hội thánh mà gieo rắc sự lộn xộn cho thánh đó thì người đó không mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Tôi đi đến đâu thì tôi kéo hội thánh làm một đạo với nhau và tôi là người làm đảo lộn cái thế giới thuộc linh. Chứ tôi không đảo lộn cái trật tự trong hội thánh của Chúa. Amen. Cho nên chúng ta xem lại. Nếu chúng ta còn nhiều hình ảnh lắm về tình yêu thương, về lòng nhân từ, về sự thương xót, về sự thánh khiết, về sự yêu người, về sự giúp đỡ lẫn nhau cho các chị. Amen. Và lúc thì tôi muốn ngày mai anh em sắp xếp có thể đưa tôi, vợ chồng tôi đi thăm Hải ở Long An. Chiều nay dù là trong cái cuộc họp để bàn đám cưới, nhưng mà lòng của tôi có một cái sự cảm giác của tôi là muốn đi thăm Hải Long An. Cho rằng ngày mai tôi được mời để đi có thể ăn trưa với một gia đình rất là quen của tôi, với vợ chồng chúng tôi với hội thánh của Ngài nữa. Nhưng mà tôi có thể gọi điện thoại và hoãn lại cái lần khác. Và tôi muốn anh em, muốn anh Ngọc cùng một số anh em đưa vợ chồng chúng tôi đi. Tôi muốn đi thăm người em của mình. Vì em của chúng ta đang cần tình yêu của Chúa, đang cần sự quan tâm của Chúa em, đang cần sự năng lượng từ Chúa. Chúng ta hãy làm đó, chúng ta sẵn sàng điều gì đây không? Hãy làm điều này. Cho nên anh em, tôi muốn dừng lại và kêu gọi anh em. Tôi tin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ ta hiểu lời của Chúa. Thế thì bao nhiêu người sẵn sàng nói với Chúa rằng con là đất sét, còn Ngài là thần gốm. Đừng cái này nó ngược lại nha. Con là thần gốm, còn Ngài là đất sét. Có ai dám nói ngược vậy không? Con là đất sét, Ngài là thần gốm. Và Chúa tôi mời Ngài, con cho phép Ngài uống nắng con, Ngài nắng con để con mang hình ảnh của Đức Chúa Trời cho tôi cái trả này. Xin Ngài nắng con đi Chúa. Xin Ngài chung con đi Chúa. Và đại bản đó là trước khi Ngài dùng, Ngài phải nắng. Trước khi ta có cái bình để cắt hoa, phải không ạ? Thì đất sét phải được nắng, bình đó phải được nung. Amen. Rồi mới được chúng ta sử dụng. Anh em ai cũng muốn được Chúa sử dụng. Nhưng bao nhiêu người chịu để Ngài hôm nay, bao nhiêu người chịu để Ngài nhào nặn chúng ta qua thử thách, qua cám dỗ, qua nghịch cảnh, qua những điều vất lòng chúng ta vấp ngã tán bại,
ba người không đủ để Chúa nhào rằng chúng ta phân phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nếu ta phân phục ý Chúa, tôi tin Chúa sẽ làm cuộc đời của tôi nên dù có bị hư hỏng thì Chúa cũng để ta trở nên một chiếc bình thật là quý trọng trong tay của Ngài. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên để với Chúa và cầu nguyện. Xin mời chúng ta cùng nhau đến với Chúa. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, anh em hiểu lẽ thật. Đây là điều đáng quý tôi hôm nay. Tôi cũng giúp mình tại sao tôi phải quyết định ở lại một tối thứ hai như thế này nữa. Lúc đó tôi quyết định, lúc mà tôi chỉ nghĩ rằng tôi cần phải ở lại để cùng anh em có sự thờ phượng Chúa thôi. Nhưng mà Chúa cho tôi có lời của Chúa tôi hôm nay. Và đang lúc tôi chia sẻ lời của Chúa, tôi cảm nhận sự của Chúa, tôi biết rằng đây là cái đêm mà Chúa muốn tôi ở lại. Dù tôi rất là bận rộn công việc của nhà Chúa, của giáo hội, của phụ giải cư, nhưng mà tôi đã quyết định ở lại để chìm uống nắng bên trong sự chăm chạc của Ngài, không phải đi trong thời điểm của tôi nữa. Thế mỗi một chúng ta cùng nhau đến với Chúa và cầu. Xin Ngài trải lòng của mình trước lời của Chúa. Hãy nhớ dùng cho đó là Chúa dù có quyền năng, Ngài là Đức Giê-hô-va, danh của Ngài Yahweh El Shaddai, Yahweh Elohim, nhưng Ngài không bao giờ ra lực để chúng ta trở nên giống như Ngài nữa. Nhưng Ngài sẽ nhào nặn, Ngài sẽ muốn nặn chúng ta qua những gian nan, qua những thử thách, qua những gian lao, qua những lần có thể chúng ta vấp ngã. Anh em hãy nói với Chúa là công bằng lòng, là đất sét trong tay của Ngài. Xin uống nắng con để con mang hình ảnh của Ngài, con mang sự cao trọng của Ngài, con mang sự vinh hiển của Ngài, con mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Xin đừng để người khác nhìn vào chúng ta và nói rằng chúng ta không phải mang hình ảnh Đức Chúa Trời, chúng ta mang hình ảnh của một con người nào đó. Xin Phúc Âm dạy chúng ta rằng chúng ta là con cái của sự sáng thì hãy bước đi như các con sáng láng. Vì đó anh em ơi, không còn cách nào được khác đâu. Hãy để Chúa nhào nặn chúng ta. Chúng ta muốn Chúa dùng chúng ta chứ, hãy để Chúa nhào nặn chúng ta. Chúng ta muốn ơn càng thêm ơn, dầu mới càng tuôn đổ trên chúng ta chứ. Chúng ta muốn chúng ta được ơn, có ơn tứ, có quý quyền, có quyền năng trong Chúa Trời chứ. Không còn cách nào khác đâu. Tiếp tục học tập mà nói Chúa làm xin các thì con nhào nặn con chỉ muốn giống Ngài. Xin chúc con bắt đầu từ bỏ hôm nay. Hallelujah. Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa. Và đó là thì giờ tự do trong Thánh Linh của Chúa. Cho nên anh nào nhận được sự cảm động của Thánh Linh cho chính mình, hãy cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho anh em của chúng ta. Đó là thì giờ chúng ta đừng bị lệ thuộc, phải mời ai đó cầu nguyện. Nếu ta thực sự muốn cầu nguyện cho chính mình công khai cái tấm lòng của chúng ta trước mặt Chúa, và chúng ta công khai và nói Chúa là con muốn Chúa nhận con muốn Chúa giúp con muốn con trong Đức Chúa Trời, trong thẩm quyền, trong uy quyền, con muốn cùng giống Chúa Giêsu, trong sự sinh dầu, trong truyền giáo, trong mở màn Đức Trời. Thì em không bao giờ tránh khỏi cái bài học này đâu. Chúng ta phải học để chịu nhau nặng trung ơn của Chúa. Cho nên như này, anh em nào muốn cầu nguyện hãy lớn tiếng và cầu nguyện. Hallelujah. Sơ ta sắp bộ sơ đi kia sơ đi Hallelujah, phòng chúng con đặt sang đây Chúa ơi, xin nắng chúng con theo ý Ngài, nhờ Ngài uống nắng chúng con Chúa ơi, thánh ý Cha được đến, được nên, được thành hình trên con và anh em của chúng con trong tại sân Hà Nội này Chúa ơi của chúng con. Hallelujah, để chúng con được mang hình ảnh của Ngài, chúng con trở nên giống như Ngài. Hallelujah.
Chúng con chống đức chức vụ của Ngài. Chúng con chống đức thuộc tánh của Ngài. Sakaramakata. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.